khủng long bạo chúa. Trong trường hợp mà nhà các bạn đang có một cái phòng với diện tích rất rộng, đâu đấy khoảng 60m² đến 65m², chúng ta thích dùng hàng Nhật, chúng ta không thích lắp hai con, tại vì là nó rất là mất diện tích, nhìn thẩm mỹ lại không được đẹp. Trong khi đó chúng ta lại là những người yêu thích cái đẹp, cẩn thận, thích hàng mới, thích công nghệ cao. Vậy thì phải làm như thế nào? Thực sự là một bài toán rất khó để đặt ra nếu chúng ta thích dùng hàng Nhật, đúng không ạ? Thế nhưng trong clip này thì tôi sẽ cho các bạn một giải pháp, chắc chắn nó là một giải pháp hiệu quả trong cái trường hợp này. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn một mẫu điều hòa mà chắc chắn rằng các bạn sẽ rất ít khi bắt gặp ở ngoài thị trường. Đấy chính là mẫu điều hòa Panasonic đầu máy 90, hàng nội địa Nhật. Đầu máy 90 thì sẽ tương đương với lại một mẫu máy có công suất là 32.000 BTU. Chúng ta có thể dùng cho phòng khoảng 60 đến 65m² các bạn ạ. Những mẫu máy công suất lớn như thế này thì nó sẽ dùng điện 200V. Các bạn đừng ngạc nhiên và nói đây không phải hàng nội địa Nhật, tại vì bên Nhật nó sẽ dùng hai nguồn điện là điện 100V và điện 200V. Với những mẫu điều hòa công suất lớn từ 16.000 trở lên mà hàng full chức năng thì sẽ dùng điện 200V. Thế nên là với việc cái máy này đầu 90, máy 32.000 thì dùng điện 200V là điện chuyện bình thường các bạn nhé. Đây là một mẫu máy mới nguyên thùng được sản xuất trong năm 2021 và năm 2022. Là model gần như cũng là mới nhất đến từ nhà Panasonic. Nó sẽ cho chúng ta rất nhiều công nghệ hay. Vì nó là hàng mới nên nó sẽ đủ tất cả phụ kiện pin này. Đó. Sách hướng dẫn này, tất cả phụ kiện ốc vít. Thằng Nhật nó rất cẩn thận. Điều khiển đi theo máy luôn. Chúng ta sẽ bóc tem nó, khám phá nó, xem nó có gì hay. Rất nhiều thứ hay ho ở trong con máy này. Bản full công nghệ cao cấp nhất cơ mà. Chắc chắn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Đây là cái điều khiển của nó các bạn này. Sẽ rất dễ sử dụng thôi vì chúng ta sẽ có bản dịch tiếng Việt các bạn ạ. Thế nhưng mà để dùng một cách cơ bản thì nó rất dễ vì nó cũng chỉ có các cái nút, ví dụ như là lạnh này, nóng này, tự động này. Đó, rất đơn giản vậy thôi, tăng giảm nhiệt độ. Đây là toàn cảnh của cái khiển chúng ta, bên trong bên ngoài. Cái hay ở mẫu này là khi chúng ta nhìn vào cái điều khiển này chúng ta thấy luôn, không biết các bạn có để ý hay không. Đấy chính là nó có công nghệ AI, trí tuệ nhân tạo, đúng không ạ? Công nghệ này thì là đang là một cái công nghệ mà mới nhất hiện tại đang được tích hợp trên các loại máy. Trí tuệ nhân tạo thì sẽ giúp được ghi nhớ hành vi người dùng và nó sẽ kiểm soát mọi thứ tự động thay con người chúng ta. Đó, nó sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm thực sự là hài lòng nhất về những cái sản phẩm mà chúng ta đầu tư về. Ví dụ như cái điều hòa này nhỉ, đúng không ạ? Nếu như mà các bạn để ý, tôi review các cái mẫu sản phẩm khác, ví dụ như là cái tủ lạnh của Mitsu hay là cái điều hòa của Mitsu, những cái model cao cấp nhất thì cũng đã được tích hợp công nghệ AI trí tuệ nhân tạo rồi. Đó, và ở mẫu Panasonic này chúng ta cũng sẽ được hưởng cái công nghệ AI trí tuệ nhân tạo này. Khu vực ngoài này chúng ta nhìn thấy nó sẽ là các cái công nghệ diệt khuẩn bằng Nano X. Nano là công nghệ diệt khuẩn độc quyền của Panasonic mà chúng ta sẽ không thấy ở bất kỳ một cái thương hiệu nào khác. Và diệt khuẩn Nano X là cái công nghệ diệt khuẩn mới nhất hiện nay. Đó, nếu như chúng ta dùng các cái mẫu điều hòa đời trước thì sẽ được dùng công nghệ diệt khuẩn bằng nano đã rất tuyệt vời rồi. Thế nhưng mà Nano X là phân tử nano nhỏ hơn gấp 10 lần và nó sẽ diệt khuẩn tốt hơn rất là nhiều. Và ở cái dòng Elnia này là một cái dòng cao cấp của Panasonic các bạn ạ. Đó, thiết kế con Panasonic này thì nhìn nó cũng rất là mượt mà và đẹp, chứ nó không cục mịch. Một số cái mẫu điều hòa full chức năng nhìn nó tương đối là cục mịch các bạn ạ. Chúng ta nhìn những mẫu điều hòa này thì nó hơi khác biệt. Nghĩa là bình thường như là có khách vào nhìn cái biết ngay là điều hòa Nhật. Chứ còn ở những mẫu điều hòa Việt Nam chúng ta thì không thể có những cái mẫu nhìn trông nó đồ sộ như này được. Mở cái lắp trên ra, chúng ta tiếp tục thấy công nghệ hay tiếp theo. Đấy chính là công nghệ khử mùi diệt khuẩn lọc không khí đấy các bạn ạ. Chúng ta nhìn thấy ngay ở đây có một cái hệ thống màng lọc HEPA. Màng lọc HEPA này thì có thể lọc được bụi mịn 2.5 PM các bạn nhé. Cái công nghệ này thì chỉ có trên những cái mẫu máy lọc không khí hiện đại nhất thôi. Còn những mẫu máy lọc không khí ngày xưa thì cũng sẽ không lọc được bụi mịn 2.5 PM đâu. Đó. Và ở cái mẫu điều hòa này chúng ta sẽ xử lý lọc được bụi mịn 2.5 PM. Có chế độ tự vệ sinh dàn auto clear. Cái tính năng này thì cũng không quá là mới, nó đã có ở những mẫu đời trước rồi. Nó sẽ tự làm sạch lưới. Có chế độ tự đảo chiều vệ sinh dàn, có nghĩa là ở cái dàn lạnh ấy, khi chúng ta dùng nó sẽ có nước, đúng không ạ? Và nó sẽ tự đảo chiều làm khô cái nước đấy đi để tránh nấm mốc vi khuẩn.
Đấy, là những tính năng rất là hay. Ở những cái mẫu điều hòa này nó rất nhiều tính năng, đây tôi chỉ lượt qua một số tính năng hay cơ bản thôi. Chứ còn nếu như mà để mà chi tiết thì nó có đến mười mấy 20 cái tính năng hay cơ. Đó, và chúng ta muốn gọi là ngâm cứu về nó thì tôi sẽ gửi link website trực tiếp từ hãng Panasonic, hàng nội địa của Nhật, để chúng ta xem. Hệ thống vẫy gió này cũng là vẫy gió đa chiều luôn các bạn nhé. Đó, đây chúng ta nhìn thấy ở đây, chúng ta thấy một số công nghệ cơ bản nó được hiển thị ở trên này các bạn nhìn này. Dây khuẩn của Nano X này, kết nối mạng LAN Wi-Fi này. Đấy, công nghệ AI trí tuệ nhân tạo này, khử mùi diệt khuẩn công nghệ mới này. Đấy, rất nhiều những tính năng hay ở cái mẫu điều hòa này. Đó, nếu chúng ta mà muốn một con điều hòa mắc công nghệ, gọi là công nghệ cao cấp nhất ấy, đó, cho cái phòng với diện tích rộng, đa số phòng diện tích rộng này sẽ là phòng khách, đúng không ạ? Và cái phòng khách này thì nó sẽ yêu cầu là gì ạ? Làm lạnh phải nhanh. Thì ở những mẫu điều hòa công suất lớn như này làm lạnh cực nhanh luôn các bạn ạ. Chúng ta nhìn thấy cửa gió nó to như thế này cơ mà. Mồm to chắc chắn là phải gào to rồi, đúng không ạ? Và nó sẽ làm lạnh rất là nhanh. Công suất quạt khỏe. Không chỉ mặt lạnh thì cục nóng của nó cũng rất là to các bạn ạ. Các bạn nhìn này, diệt khuẩn bằng Nano X. Công nghệ mới nhất của Panasonic. Đó, đây là phiếu bảo hành của hãng. Bảo hành chính hãng luôn. Nhiều khách hỏi là có được bảo hành hay không thì chia sẻ là có các bạn nhé. Chúng ta có thể gửi sang Nhật để bảo hành chính hãng, hoặc là kho Nhật Bowie sẽ đứng ra bảo hành cho các bạn. Đó, đây là mẫu điều hòa thực sự là rất tuyệt vời ở trong cái phân khúc để chúng ta lắp cho phòng to. Nếu như các bạn mà muốn tư vấn thêm thì các bạn có thể gọi điện trực tiếp với tôi qua số điện thoại là 0966 937 999, hoặc là đến xem hàng tại kho Nhật Bowie số 15 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.